cố năm 1954 khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Cải lương và giáo kéo nhau di cư vào Nam. Trước sự hoang mang đó, cha Giuse Maria Bạch Xuân Tràng, quê Tụy Hiền, Thanh Hà, Hà Đông, giáo phận Hà Nội, đưa dân di cư vào Nam tại khu vực xóm mới. Cũng thời điểm đó, cha Giacobbe Nguyễn Thanh Trúc là phó sứ Giang Xá, đưa giáo dân vào Nam. Cha thuê đất của ông Đồ, làm được 7 căn nhà cho bà con giáo dân ở. Mỗi hộ chỉ vỏn vẹn ngang 3 mét, dài 7 mét, với vách đất lợp lá. Vào khoảng năm 1955, bà con giáo dân xin phép Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi cho làm nhà nguyện. Với tư cách là tổng ủy di cư, ngài đồng ý cho phép thành lập giáo họ gọi là khu một, và bà con bắt tay vào việc xây dựng nhà nguyện bằng vách đất lợp lá, ghế bằng những miếng gỗ nền đất. Đức cha Jean Cassel, con sóc giáo phận Sài Gòn lúc bấy giờ, đã bổ nhiệm cha Giuse Maria Bạch Xuân Tràng làm chính sứ, cha Giacobbe Nguyễn Thanh Trúc làm cha phụ tá. Cha Tràng và bà con giáo dân cùng nhau làm nhà thờ vách lá, cây gõ bằng vỏ gỗ, và giáo xứ Thánh Giuse còn gọi là khu một xóm mới ra đời từ dạo đó. Một thời gian sau, cha Tràng nhận bài sai đi giáo xứ Thuận Lợi ở Tây Ninh. Từ đó, cha Giacobbe Nguyễn Thanh Trúc làm chính xứ. Từ năm 1958 đến năm 1970, cha Giacobbe cho xây dựng lại nhà thờ bằng gạch xi măng. Cha đã thành lập các hội đoàn, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, hội Con Đức Mẹ, các đoàn giáo xứ và các chú giúp lễ. Ngài đổi tên là giáo xứ Hà Đông và nhận Thánh Giuse 700 năm Đức Trinh Nữ Maria làm bổn mạng. Alo, xin mời thầy bảng tiếp tục ạ. Đến là của 9 giờ 15 rồi.
Alo. Alo, 1, 2. Cái gì? Dẫn lệ. Dẫn rồi, còn cái này của... Dẫn lệ đấy. Chạy vô tung đấy. Đọc được cái đọc. Đừng có trong mày đọc. Đừng trong mày đọc. Bắt đầu đi vào trước. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng. Giáo sứ Hải Đông đang chuyển mình. Giáo sứ Hải Đông đang chuyển mình với sức sống mới, tươi tắn hơn, trẻ trung hơn. Kính mời quý đức cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn thưởng thức tiết mục múa chung sống do các bạn trẻ giáo sứ Hải Đông thực hiện. Nhà mình tràn hoa những niềm vui sống cùng.
mình thơ mộng lên đi, tìm hương sắc mới nhé, đến gần nhau thêm và yêu nhau hơn, góp một bàn tay dừng xây mái ấm nhé, góp một cánh đây. Ông đọc cái này phải không? Rồi, rồi. À, kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay giáo xứ Hà Đông hân hoan mừng kỷ niệm 60 năm thành lập 1955-2015. Thật là hạnh phúc và vui sướng biết bao. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn giáo xứ cùng nhau ôn cố tri ân. Chúng ta nhìn lại dòng thời gian với biết bao nhiêu cảm nghiệm Chúa đã làm cho chúng ta những điều trọng đại. Nhìn lại để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một giáo xứ sầm uất cho một thành phố ngày càng phát triển đượm thắm tình yêu Thiên Chúa. 60 năm qua, chúng ta nhìn lại với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã luôn nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lạy Chúa, chứ không bỏ rơi những người chân thành tìm kiếm Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúng ta trân trọng tri ân những người đã và đang quảng đại đóng góp công sức và tài lực. Đó chính là các đấng bậc quý ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người cách này hay cách khác trải qua dòng thời gian đã kiến tạo nên cộng đoàn giáo xứ Hà Đông hôm nay. 60 năm của giáo xứ Hà Đông là một dấu ấn thật quan trọng để nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta về tâm tình tạ ơn và biết ơn. Tạ ơn Chúa về 60 năm của giáo xứ, từ khởi sự cho đến ngày hôm nay, cùng với những thăng trầm và những biến chuyển của xã hội chung quanh. Nhưng đức tin, đức cậy và lòng yêu mến của dân Chúa vẫn được gìn giữ vẹn toàn sắc son. Biết ơn các bậc tiền nhân của cha ông, vì qua mọi thời, dẫu khi hân hoan vui sướng hoặc gặp những lúc khó khăn, các ngài vẫn kiên tâm chịu đựng, dấn thân công tác để vượt qua và chung tay xây dựng, gìn giữ, bảo tồn gia sản giáo xứ cho chúng ta hôm nay.
Được sống trong thời điểm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ là một hồng ân đặc biệt do lòng Chúa thương xót ân ban cho mỗi người chúng ta hôm nay. Trong tâm tình và ý nghĩa trên, Cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiệp dâng thánh lễ mừng hồng ân Ngọc Khánh giáo xứ. Xin Thánh cả Giuse, quan thầy giáo xứ truyền cầu cùng Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết tiếp bước các bậc tiền nhân trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để chuẩn bị đón đoàn đồng tế. Các đoàn chuẩn bị. Xin ban âm thanh mở dùm cho mic của ca đoàn. Xin cảm ơn ban âm thanh. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay giáo xứ Hà Đông hân hoan mừng kỷ niệm 60 năm thành lập năm 1955. Chỉ chứ định Con xin mời quý cha chuẩn bị giúp đỡ. Xin nhắc lại một lần nữa để cho thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân Ngọc Khánh của giáo xứ được trang trọng và nghiêm. Giáo xứ đã có ban truyền thông phục vụ phim ảnh và chụp hình. Vậy tất cả những người nào không có phận sự tuyệt đối không được đi lại trong nhà thờ thì không được phép. Thank you.
Xin đàn đức bắt đầu khởi hành đi. Hòa nhịp sống từng ngày, hòa nhịp sống từng
Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Giám Mục, quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn chúng ta an toàn. Sau đây chúng con xin kính mời cha chính sứ giáo sứ mở lời với Đức Tổng Giám Mục, quý cha và cộng đoàn. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Phaolô, cách nay 6 tháng Đức Tổng Giám Mục đã ra bài sai cho con về Nhật giáo xứ Hà Đông, và con có nói rằng sức khỏe của con không ổn lắm. Thế nhưng Đức Tổng Giám Mục nói với con rằng cứ uống thuốc và về Hà Đông, và con đã mau mắn để lên đường như ý của Đức Tổng Giám Mục. Và hôm nay thì giáo xứ tổ chức Hồng Ân Ngọc Khánh 60 năm thành lập giáo xứ Hà Đông. Cộng đoàn chúng con rất hân hoan vui mừng được Đức Tổng Giám Mục về với chúng con trong dịp rất trọng đại này. Và đây cũng là lần đầu tiên Đức Tổng Giám Mục đã về với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta là một tràng vỗ tay thật lớn để mừng Đức Tổng. Trọng kính cha đại diện, cha trưởng ấn tòa tổng giám mục,
cha hạt trưởng xóm mới, cha hạt trưởng Gò Vấp, sự hiện diện của các quý cha đến với giáo xứ chúng con trong lễ hội trọng đại này nói lên sự quan tâm của các quý cha đối với giáo xứ Hà Đông chúng con. Thay mặt cộng đoàn giáo xứ, chúng con hân hoan chào mừng các quý cha. Và đồng tế trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy các quý cha quen thuộc xuất thân từ giáo xứ Hà Đông, rồi nhất là có cha tiền nhiệm, cha Phaolô Nguyễn Thực cũng hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Các quý cha đã từng là cha phó của giáo xứ Hà Đông chúng ta hôm nay cũng có mặt, chúng ta vỗ tay để cảm ơn các ngài. Có các quý cha đang giúp mục vụ tại giáo xứ chúng ta, quý cha dòng Đa Minh, quý cha dòng Ngôi Lời, quý cha Thừa Sai Thánh Tâm, chúng ta nộp một tràng pháo tay lớn để mừng các cha. Và trong cộng đoàn phục vụ hôm nay, chúng ta thấy đông đảo có các quý gì đến với chúng ta, có các tu sĩ đến với chúng ta. Chúng con rất vui mừng với các quý gì bề trên cũng như các quý gì quý thầy đã đến với chúng con trong bầu khí thánh thiêng này để cầu nguyện cho chúng con. Chúng ta vỗ tay để mừng. Và trong thánh lễ hôm nay còn có các vị khách quý đến từ nhiều nguồn khác nhau, có liên hệ với tôi hoặc là liên hệ với giáo xứ. Các quý ông bà cố và quý vị khách quý đã đến nơi đây, giáo xứ Hà Đông rất hân hoan được chào mừng tất cả quý vị. Và dĩ nhiên bà con Hà Đông của chúng ta hôm nay thật là vui mừng vì rằng đã giáo xứ của mình đã qua 60 năm và từ hôm nay vẫn trình làng được một khuôn mặt tươi tắn và mỗi ngày một sáng đẹp hơn. Chúng ta vui mừng để chúc mừng cho nhau. Trọng tướng Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn, và để giới thiệu với ân huệ của tòa thánh mà Đức Giáo Hoàng đã ân ban cho giáo xứ chúng con nhân dịp 60 năm, xin mời cha quản hạt công bố phép lành tòa thánh. Xin mời cha. Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban phép lành tòa thánh đặc biệt như bảo chứng mua đông này của Thiên Chúa cho cha Chánh sứ Gioan Bautista Vũ Mạnh Hùng, cha Phó sứ Gioan Bautista Phạm Văn Lâm, quý linh mục, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn dân Thánh Chúa giáo xứ Hà Đông xóm mới Tổng giáo phận Sài Gòn nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ 1955-2015. Tổng giám mục Elemoratus Summi Pontificis, vâng, cũng cảm ơn cha quản hạt. Giờ đây kính mời Đức Tổng bắt đầu thánh lễ tạ ơn. Mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Xin kính chào các cha quản hạt, cha xứ, cha phó, toàn thể quý cha, quý nam nữ tu sĩ và tất cả anh chị em giáo dân. Hôm nay tôi rất vui mừng đến đây cử hành thánh lễ kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Hà Đông này. Chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn của chúng ta
và xin Chúa ban tràn đầy thánh thần của Ngài xuống cho cha xứ và giáo xứ, để chúng ta bớt phần bất xứng. Trước hết chúng ta dâng lòng thông hối. Tôi thu nhận Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng làng để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chúng hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc trích sách huấn ca mà cộng đoàn chúng ta sắp nghe sau đây: dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhậm lời cầu nguyện. Bài trích sách huấn ca
Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em có người này phải oán trách người kia điều gì, vì Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em,
vì trong một thân thể duy nhất anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy anh em hãy hết là tri ân. Ước chi lời của Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan để tỏ lòng biết ơn. Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Những bậc cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng nên ngã lòng. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cũng lên như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ không hay biết. Ông bà tưởng là cậu bé ở chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở về Jerusalem tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói: Con ơi, sao lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha và mẹ con đây phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại phải tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người nói. Sau đó, người xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng khôn lớn, thêm ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Đó là lời Chúa.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành lễ kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Hà Đông. Chúng ta hãy chia vui cùng cha xứ và giáo xứ, hãy cầu nguyện cho cha xứ và giáo xứ thật nhiều để thánh lễ chúng ta dâng được sốt sắng và có ý nghĩa. Hãy để cho lời Chúa soi chiếu ánh sáng vào tâm hồn của chúng ta. Thánh gia thất là gia đình của Chúa Giêsu tại Nazareth, là cái nôi của tình yêu gia đình, là trường học sự hiếu thảo, như lời sách Huấn Ca: ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Đó là một bài học về gia đình tuyệt vời, một bài học mà Thượng Hội đồng tại Roma vừa qua về gia đình nhắc đi nhắc lại. Đức Thánh Cha Francisco cũng như các nghị phụ muốn nhắc nhở cho anh chị em là hãy chăm lo cho gia đình thật chu đáo, đừng tiếc thì giờ với gia đình, hãy dấn thân làm một vụ gia đình, nhất là một vụ gia đình trẻ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Colosse nêu lên những đức tính cần có trong đời sống gia đình: lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Ngày dạy hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, dù có những điều muốn trách móc nhau. Trên hết mọi đức tính phải có lòng bác ái, vì bác ái là mối dây liên kết tuyệt hảo cần có để gia đình được hiệp nhất. Và cần có sự bình an của Chúa Kitô trong tâm hồn và trong gia đình. Anh chị em cũng hãy dạy dỗ và khuyên bảo nhau, nhắc nhở nhau, cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa nhân danh Chúa Kitô. Vợ chồng, cha mẹ, con cái hãy lắng nghe nhau trong tình yêu của Chúa. Gia đình Nazareth là một cái gương mẫu tuyệt vời cho các gia đình chúng ta noi theo. Quan trọng nhất là tình yêu và sự vâng phục. Vâng phục Chúa, vâng phục nhau. Khi đưa Chúa Giêsu lên đền thờ vào dịp lễ vượt qua, hai ông bà là mẹ Maria và Thánh Giuse đã để lạc mất Chúa Giêsu. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con mình đang ngồi giữa các tiến sĩ luật, trò chuyện đối đáp qua lại với họ. Khi gặp được Chúa Giêsu, mẹ Maria đã nói với Chúa: con ơi, sao con lại cư xử với cha mẹ như vậy? Nhưng liền sau đó, Chúa Giêsu theo cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Người lớn lên thêm ăn nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Anh chị em thân mến, gia đình anh chị em hãy nỗ lực sống theo gương sáng của gia đình Nazareth, tuân theo giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội. Dù thời đại của chúng ta hiện nay có quá nhiều thách đố, quá nhiều khó khăn, hãy cố gắng vượt qua. Nhiều nghị phụ đã lên tiếng tại Thượng Hội đồng để khích lệ các gia đình cố gắng, đừng bao giờ buông xuôi trước những khó khăn thử thách. Hãy trông cậy vào ơn Chúa, nhất là ân sủng bí tích thuần phối.
Ân sủng này củng cố sự bền vững của đời sống hôn nhân gia đình, siết chặt mối dây liên kết giữa hai vợ chồng. Năm nay là năm thánh lòng thương xót. Hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của anh chị em và ảnh hưởng trên mọi sinh hoạt của gia đình anh chị em. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng xã hội và giáo hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường uốn nắn nhân cách con người. Mừng kính thánh gia là mẫu gương cho các gia đình. Và hôm nay cũng là ngày gia đình giáo xứ Hà Đông mừng Ngọc Khánh thành lập. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giê-xu có thói quen lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ vượt qua.
cho các gia đình Kitô giáo luôn biết trân trọng phẩm giá hôn nhân. Quang đại đón nhận con cái là hồng ân Chúa ban và chấp nhận hy sinh để gìn giữ tình yêu luôn bền chặt sắt son. Bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái hãi sợ, kẻo chúng ngã lòng. Xin cho các cha mẹ luôn biết giáo dục đức tin và nhân căn cho con cái theo tinh thần Kitô giáo bằng lời dạy ân cần và đời sống gương mẫu của mình. Mạng của Hội Thánh là công bố cho mọi người biết tin vui Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết ý thức sâu xa sứ mạng của mình là chiêu tỏa ánh sáng tin mừng tình yêu cứu độ cho các dân tộc, nhất là những nơi chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong mọi hoàn cảnh, hãy tạ ơn Thiên Chúa, hiệp lời cùng mọi thành phần dân Chúa trong dịp mừng Ngọc Khánh thành lập giáo xứ Hà Đông. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, các linh mục đen và khôi sóc giáo xứ cùng những người đã hết lòng quang đại góp công góp của. Nhờ đó giáo xứ có được ngày hôm nay. Lạy Chúa, trong ngày trọng đại hôm nay, Chúa đã quy tụ chúng con để chúng con dâng lời cảm tạ ngợi khen và tri ân Chúa. Xin giúp mỗi người luôn biết sống xứng đáng với tình yêu vô biên Chúa đã dành cho, hầu trở nên những chứng ta loan báo lòng Chúa thương xót nhân loài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Rất dịu dàng. Này là hoa trái.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với anh chị em để ta cùng tôn vinh anh Chúa và hiểu cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhang vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đứng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tống lãnh thiên thần, các vị thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ vì nộp vì các con.
Cùng một nghi thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầu lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa truyền trên và kiên trung Chúa trong lòng cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ có Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng học tâm trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con đã biết là xin Chúa cho chúng con khi trong lòng mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người gia chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây đừng xoa tội trần gian, phúc giai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.